Vâng, tăng thuế thuốc lá là chủ đề cho Ngày Thế giới Không Hút Thuốc Lá 31 tháng 5 năm nay. Và mới đây thì Bộ Y tế cũng đã đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ 65% lên 105% kể từ năm 2015 nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá. Thế nhưng thực tế thì liệu việc tăng thuế thuốc lá có hiệu quả khi mà Việt Nam đang có tới gần 16 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới? Thuốc này là thói quen rồi, khi mình lên cái nào mình cũng hút đi sao bỏ được. Ngày mà hẳn gói à. Lên cái nào mới hút thôi, cho nghiện rồi, làm này không thuốc hút là không được. Mắc quá là chắc lẽ là nghỉ hút luôn, bởi vì khả năng lao động, dân lao động thì đâu có tiền nhiều. Nếu mà giá thuốc lên về thì có thể là giúp tôi cai thuốc được. Bởi vì hồi đó thì tôi cũng có cai nhưng mà thời gian rồi cũng hút lại, bởi vì cũng theo cái thói quen. Với mức thuế 65% giá xuất xưởng, nước ta cùng với Campuchia là hai nước có mức thuế thuốc lá thấp nhất trong khu vực. Hiện Bộ Y tế đã đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá từ 65% lên 105% vào thời điểm 2015 cho giai đoạn 3 năm từ năm 2015 đến năm 2017. Đồng thời đến năm 2018 tăng lên 145% cho giai đoạn 2 năm 2018-2019. Và sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh thuế vào năm 2020. Nó có lợi một cái điều trước tiên thì đối với cái người hút thì người ta sẽ cảm thấy cái giá thành nó cao thì người ta sẽ có cái điều chỉnh mình lại, người ta có thể giảm ít hút lại và nếu có thể được nữa thì người ta sẽ bỏ hẳn luôn. Còn theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, khi giá thuốc lá tăng 10%, sẽ giảm tiêu dùng khoảng 8% ở các nước đang phát triển, giảm tiêu thụ tới 10% ở giới trẻ và người nghèo. Năm 2012, người Việt đã bỏ ra khoảng 22.000 tỷ đồng cho việc tiêu dùng thuốc lá. Mỗi năm, nước ta có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Và dự báo, con số này có thể tăng tới 70.000 người một năm vào năm 2030. Trách nhiệm chính là thuộc về ngành y tế, tức là những cái thanh tra y tế thì cái số lượng nhân lực rất là ít. Cái thanh tra viên y tế hiện nay ở trên cả nước thì cái số lượng rất là hạn chế và họ phải làm rất là nhiều cái công việc. Hiệu quả của chủ trương tăng thuế thuốc lá còn cần thời gian. Thế nhưng mỗi người cũng cần ý thức về sức khỏe của mình.